tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vừa kết luận có rất nhiều sai phạm trong việc chi tài chính tại trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài việc thanh toán tiền thừa giờ cho ông Lê Văn Thái hiệu trưởng không đúng quy định với số tiền hơn 43 triệu đồng, trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột cũng thanh toán nhiều khoản trái quy định cho hàng chục giáo viên. Cụ thể, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết trong các năm học 2022-2023 và 2023-2024, trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột chi ngân sách nhiều nội dung sai, vượt định mức 17 khoản với số tiền hơn 419 triệu đồng. Trong số 17 khoản này có một số khoản chi lớn gồm chi thanh toán hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 hơn 34 triệu đồng. Chi thanh toán hội đồng tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 hơn 33 triệu đồng. Chi hồ sơ thanh toán tiền thu nhập tăng thêm năm 2023 hơn 131 triệu đồng. Trong tổng số 419 triệu đồng tiền chi sai này, ngoài việc chi cho ông Lê Văn Thái hàng chục triệu đồng, nhà trường còn chi cho 25 giáo viên, mỗi người từ vài triệu tới cả chục triệu đồng. Cụ thể, trong khoản chi ngày 19 tháng 12 năm 2023, nội dung thanh toán tiền bồi dưỡng học sinh giỏi Olympic năm học 2022-2023. Theo quy định, bà LTLC được nhận 800.000 đồng, nhưng nhà trường đã thanh toán cho bà hơn 4 triệu đồng, vượt hơn 3,2 triệu đồng. Ông NVH đáng lẽ chỉ nhận 800.000 đồng nhưng được thanh toán gần 4 triệu đồng, vượt hơn 3,1 triệu đồng. Tương tự, bà TTTT được nhà trường thanh toán hơn 3,8 triệu đồng, vượt hơn 3 triệu đồng. Ông LQT và ông BVT mỗi người hơn 4,3 triệu đồng, vượt hơn 3,5 triệu đồng một người. Ông Phạm Tiến Hải, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết có 25 giáo viên của trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột nhận nhiều khoản tiền không đúng quy định. Để xảy ra việc chi vượt định mức, chi sai quy định, trách nhiệm chính thuộc về ông Lê Văn Thái, chủ tài khoản nhà trường, ông Nguyễn Cảnh Thập, kế toán nhà trường, sự tham mưu đề xuất của các bộ phận chuyên môn liên quan. Ông Phạm Tiến Hải, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho hay, việc chi này do bộ phận ở dưới tham mưu lên kế toán xem xét rồi trình hiệu trưởng ký. Toàn bộ các khoản tiền trái quy định đã được Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk kết luận chi sai. Các giáo viên sẽ phải trả lại cho ngân sách nhà nước. Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết vừa ra quyết định đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với bà Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm ra xét xử. Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10 do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Ngoài bà Hà, hội đồng xét xử còn có thẩm phán Vũ Hoài Nam, thẩm phán dự khuyết là hai ông Nguyễn Văn Hà và Phạm Viết Hùng. Ba hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Đình Cương, Trần Ngọc Thực, Bùi Quang Việt. Hội thẩm nhân dân dự khuyết là bà Thi Thị Tuyết Nhung và ông Lê Giáo. Có 35.824 bị hại và 534 cá nhân tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án được triệu tập tới tòa. Bốn luật sư tham gia bảo chữa cho bà Trương Mỹ Lan gồm luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Huy Thiệp và Giang Hồng Thanh. Bị cáo Trương Huệ Vân và Chu Lập Cơ cũng có hai luật sư tham gia bảo chữa. Theo cáo buộc, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống có tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư, không có khả năng thanh toán. Để che giấu nguồn tiền có được từ việc phát hành trái phiếu và 415.000 tỷ đồng có được từ hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền của ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo các thuộc cấp phối hợp lên phương án rút chuyển tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng, sử dụng cho các mục đích khác nhau. Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo cáo buộc, từ năm 2012 đến năm 2022, mỗi khi cần sử dụng tiền chuyển đi nước ngoài để trả nợ và nhận tiền vay từ nước ngoài về, bà Trương Mỹ Lan giao cho Trịnh Quang Công, Tổng Giám đốc, phối hợp cùng Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng Giám đốc của công ty SBG. Chu Binh Cơn Kenneth, luật sư được bà Lan giao quản lý các công ty nước ngoài, lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, vốn góp, tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức ở nước ngoài, đều là các công ty ma.
Thông qua các hợp đồng khống này, tiền vay được chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và tiền trả nợ được chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hệ thống ngân hàng SCB. Tổng số tiền bà Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương 106.000 tỷ đồng. Trước đó ở giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square, bị tuyên phạt 9 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cháu gái là Trương Huệ Vân, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị tuyên phạt 17 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 83 đồng phạm cũng bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo cho đến tù chung thân. Sau phiên sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan cùng chồng, cháu gái và 19 bị cáo đã có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bản án sơ thẩm buộc Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả toàn bộ số tiền nhận được từ công ty cổ phần Iceland là hơn 2.882 tỷ đồng để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan. Nhưng tại thời điểm ngày 30 tháng 6, Quốc Cường Gia Lai chỉ có khoảng hơn 27 tỷ đồng tiền mặt, nhưng tổng số nợ vay lên tới hơn 434 tỷ đồng. Tuần qua, VN Index giảm 11,03 điểm xuống còn 1.273,96 điểm. Tương tự, HNX Index giảm 2,91 điểm về mức 234,65 điểm. Thống kê trên HOSE, khối ngoại bán ròng 44,45 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 1.240 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 189.800 đơn vị, nhưng tổng giá trị mua ròng là gần 27 tỷ đồng. Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 185.120 đơn vị, giá trị bán ròng gần 7,1 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 44,82 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng với 1.220 tỷ đồng. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE đã quyết định đưa cổ phiếu QGC của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Lý do được HOSE đưa ra là vì lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 là số âm. Cụ thể, trong nửa đầu năm 2024, QGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ hơn 15 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán DSK Việt Nam sau khi kiểm toán báo cáo tài chính bán niên 2024 của QGC đã chỉ ra điểm nhấn mạnh. Theo đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân TP HCM đã ra bản án sơ thẩm buộc QGC phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận được từ công ty cổ phần Iceland là hơn 2.882 tỷ đồng để thi hành nghĩa vụ cho bà Trương Mỹ Lan. Thế nhưng tại thời điểm ngày 30 tháng 6, QGC chỉ còn hơn 27 tỷ đồng tiền mặt, nhưng tổng nợ vay lên tới hơn 434 tỷ đồng. Như vậy, quỹ tiền mặt của QGC nhỏ hơn nhiều so với số tiền phải trả cho công ty cổ phần Iceland. Tương tự, HOSE đã giữ nguyên diện cảnh báo và kiểm soát đối với cổ phiếu SMC do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 30 tháng 6 là âm hơn 68 tỷ đồng và lợi nhuận nửa đầu năm 2024 tuy không âm nhưng vẫn còn lỗ lũy kế. Đáng lưu ý, công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học More AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của SMC chỉ ra rằng SMC ghi nhận tài sản ngắn hạn gần 3.305 tỷ đồng và nợ ngắn hạn gần 4.032 tỷ đồng. Như vậy, SMC đang sử dụng gần 727 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn dưới 1 năm để tài trợ cho tài sản dài hạn với kỳ hạn trên 1 năm. Lý giải về việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho tài sản dài hạn và lỗ lũy kế hơn 68 tỷ đồng, SMC cho biết điều này gây nên quan ngại về khả năng tạo tiền của công ty để thanh toán cho các khoản nợ đến hạn phải thanh toán. SMC tin rằng sẽ nhận được sự hỗ trợ của các nhà cung cấp và các cá nhân bằng việc gia hạn thời gian trả nợ. Ngày 19 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc phát hành trái phiếu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunnyworld, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan. Trong vụ án này, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Kết quả điều tra cho thấy bà Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát và chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha không đúng quy định của pháp luật để chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của 35.824 người bị hại. Bị cáo Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và chịu trách nhiệm trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng hình thức sử dụng toàn bộ tiền tài sản mà bà Trương Mỹ Lan đã bị kê biên phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản tiền tài sản mà Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên các cá nhân tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Trương Mỹ Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ. Nếu như ở giai đoạn 1 của vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cho là không thành khẩn khai báo, thì tại giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá là có chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ. Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án chung là tử hình về các tội đưa hối lộ, tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước khi diễn ra phiên tòa vào ngày 19 tháng 9 tới đây, vấn đề được nhiều người quan tâm là quyền lợi chính đáng của những nhà đầu tư trái phiếu bị chiếm đoạt tài sản sẽ được giải quyết như thế nào khi bị cáo Trương Mỹ Lan bị áp dụng hình phạt cao nhất. Kết luận điều tra và cáo trạng đã chỉ ra rằng có rất nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan hoặc có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan bị kê biên phong tỏa với giá trị quy đổi là hơn 12.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã kê biên các bất động sản khác có giá trị rất lớn của bị cáo Trương Mỹ Lan và những người có liên quan, cũng như phong tỏa, ngăn chặn giao dịch số tiền nằm trong tài khoản của các bị cáo và những người khác. Bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 cũng buộc nhiều cá nhân tổ chức có nghĩa vụ phải nộp lại hoặc hoàn trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan tiền mặt và giá trị tài sản, tổng cộng khoảng 21.000 tỷ đồng. Cũng theo bản án sơ thẩm, các tài sản khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án ở giai đoạn 1 và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo. Ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm tỷ đồng được gia đình bà Trương Mỹ Lan cùng tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp để khắc phục thay cho bị cáo. Như vậy, những người bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 hoàn toàn có thể hy vọng về việc được đền bù thiệt hại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!